Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh AF Channel. Các bạn nhìn thấy lạ đúng không? Ok. Vậy thì hôm nay mình sẽ nói với các bạn luôn là mình sẽ review về một cái mẫu sản phẩm là... Nói thẳng ra luôn là con phích này nó không được xuất bản chính thức. Các bạn có thể lên eBay và nhìn theo cái hình này, đường link mà mình gửi ở dưới, để các bạn biết được rằng con này giá của nó bây giờ như thế nào ha. Chứ bây giờ thật sự ra mà nói thì nói thiệt ra luôn nha, cái con này chép HD này, cái con này á là của hãng Mattel. Cái con này là ở trong series, hình như mình theo mình biết là Elite 1 á. Thì bạn mình á, ổng chơi thì ổng cũng nói mình rằng luôn là con này nó không được xuất bản, nghĩa là nó không được bán chính thức. Hàng của nó tên, nếu như các bạn lên eBay các bạn coi, các bạn sẽ thấy nó đề cái chữ là unreleased. Unreleased có nghĩa là không bán, không có bán nha các bạn. Cho nên con này giống như là kiểu một cái mẫu sản phẩm gọi là, có thể gọi là những cái gọi là nó không hiểu tại sao nó lại được trôi ra khỏi nhà máy. Thường thì những cái hàng mà không unreleased á, nó sẽ được đem đi tiêu hủy. Thì cái này nó lại không bị tiêu hủy và nó lại đến tay người chơi. Và thật ra là không riêng mình mà rất nhiều người trên thế giới đã có con này. Bởi vì vậy cho nên các bạn nhìn vào sản phẩm, nếu như những ai đã có nhân vật này thì mình nói thiệt luôn, chắc các bạn cũng biết rằng nhân vật về cái con mình đang cầm trên tay sơn lỗi không. Thật ra nó không có lỗi mà là nó chưa có làm xong, nó đã chưa có qua cái khâu kiểm duyệt VC gì hết. Các bạn nhìn nè, đây bây giờ mình nói thiệt ra luôn nha, bây giờ mình sẽ review về nó nè. Về cái nhân vật này thì mình nghĩ chắc mà mấy anh em bên đôi vật á, chắc cũng phải gọi là gọi là những mấy anh em bên đôi vật chắc cũng không có cần phải gọi là giới thiệu quá nhiều. Thì cái nhân vật này cũng đã gọi là vào cái thời kỳ đó là cũng nổi tiếng lắm rồi. Hiện tại cái nhân vật đô vật này nó đã được bán rồi, nhưng mà nó không phải là cái con này, nghĩa là nó không phải là cái series này mà là một cái mẫu mới, nghĩa là cũng là nhân vật này mà dạng giống như là SHF thì có 1.0, 2.0 á, thì con này cũng vậy. Thì nó ra một cái phiên bản mẫu mới và nó đã được mở bán rồi, và nó đã được bán trên thị trường rồi, giá nó cũng phải chăng. Còn về ai mà muốn sưu tầm, mà muốn sưu tầm cái con mà gọi là đầu tiên nhưng không được bán ra trên thị trường, thì đây các bạn nhìn nè, nhìn nè nha, hai màu sơn chưa sống mà nè, sơn còn lem nè, thấy không, sơn này còn lem, tóc sơn cũng còn lem nè. Nè, cổ bị lỗi nè, cổ bị trề lên nè, cổ nhìn nó rất là kỳ, nó không có đẹp. Hình xăm nè, các bạn nhìn màu da nè, da hai màu nè, khác nhau hoàn toàn. Bình thường á là người ta sơn da, người ta sẽ sơn đều hết luôn. Đằng này thì không. Còn về biên độ á thì mình nói thiệt luôn thì không cần phải nói, vì dòng này biên độ ok. Nhưng mà về cái mình nói về cái chi tiết á thì các bạn nhìn nè, chân tay nè cũng không đúng. Cái dây nịt nè, dây nịt các bạn nhìn kỹ nè. Dây nịt sơn chưa xong luôn mà, nó là một cái màu xanh đi qua thôi, nó sơn chưa xong luôn. Phía sau nè, các bạn nhìn phía sau nè, phía sau cũng vậy luôn nha các bạn. Nè, nhìn cái hai cái chất liệu nó khác nhau rõ ràng luôn. Bình thường thì nó sẽ là sơn cùng một cái chất liệu luôn, mặc dù có thể là chất liệu nhựa, da, tay thì nó sẽ khác nhau đó. Thì về cái màu tóc nữa, cái màu tóc cũng không đúng luôn, vì cái màu tóc thì theo cái hình ở trên thì cái con mà đã xuất bản ra rồi, thì cái con đã phát hành rồi thì nó rất là đẹp đấy. Thì cái con fit ZPD này thì mình nói thiệt ra mình thì không phải là dân chơi đô vật, cho nên mình thì mình không biết. Nhưng đến khi mà mình biết được cái giá trị của nó thì thật sự ra mình cũng hoảng hồn luôn, vì cái con này bây giờ giá nó quá cao, cao ngất ngưỡng luôn. Nó nghĩa là thật ra thì nếu như biết săn thì cũng có thể mua được với giá vừa phải chăng. Nhưng mà mình nói thiệt ra luôn là về cái, nếu mà ai mà muốn có liền thì mời lên eBay, không nói nhiều đó. Hoặc là các bạn có thể lân la vào những cái group mà đô vật ở bên nước ngoài, hoặc là ở bên Thái Lan hay Philippines thì họ chơi mấy cái đó rất là nhiều, bộ môn này họ chơi rất là nhiều. Việt Nam mình thì chắc là chỉ có những anh chị, những cái anh chơi hobby thế hệ thực dạng giống như là có thể những người cùng tuổi mình, ví dụ 91, 90 hay là những anh mà thế hệ 8X á thì may ra. Còn những bạn mà thế hệ đó đúng hơn là những cái bạn mà 95 á, 95 đó đúng hơn là 95, 96, 95, 96 thì đến trở lui lại là đến thế hệ 8X á thì cũng chơi, chứ còn mấy bạn sau thì mình nghĩ có vẻ là hơi ít người chơi. Tại vì thực ra thì những cái dòng này nói thiệt ra luôn, đô vật nó lại được thịnh hành vào những cái thời điểm mà cái lứa tụi mình, chứ vào những cái thế hệ mới bây giờ thì người ta vẫn chuộng anime,
tôi cũng sẽ xù hơn. Thì về cái con này, về cái sơn thì nói thiệt ra luôn, vì nó là prototype, hàng prototype luôn á, nghĩa là hàng này chưa qua kiểm duyệt gì hết á. Này các bạn thấy không, sơn không đúng, không đồ gì hết trơn luôn nè. À, hai màu khác biệt, sơn này cũng không đúng luôn nè, sai hết luôn. Sơn này còn chưa xong nữa nè, cổ thì bị hư nè, nè cổ với cái mặt nè, nè các bạn nhìn nè, khác nhau rõ rệt luôn nè. Chỗ này còn bị nứt ra nữa nè, nó còn chưa có khít mà bình thường một cái sản phẩm gì người ta đâu có cho ra được, đúng không? Đấy, còn về cái biên độ thì mình nói thiệt ra luôn thì cái dòng này thì khỏi nói rồi, nó về cái độ khớp của nó thì ok, dòng đô vật mà nó phải khớp nó phải ok thì người ta mới gọi là chơi được. Thực ra mình cũng không dám bẻ mạnh tại mình sợ hư cái là không có đồ đền nữa chứ. Nên nè, chứ thực ra là về khớp khiết thì con này là phải nói gọi là ok lắm đó nha các bạn. Ừ. Còn về mà về nói mà nếu mà nói về chất lượng, mình nói thiệt ra luôn, đây là sản phẩm không thể đánh giá chất lượng được. Bởi vì sao? Bởi vì nó đâu có sự sản xuất, nó đâu được qua khâu kiểm duyệt đâu, cho nên nó được đánh giá. Nhưng mà nếu về về độ hiếm, độ sưu tầm thì cái con này thì theo mình nghĩ luôn. Đây nè. Những cái con như thế này thực sự ra nếu như mà ai mà là một dân chơi mà thích mà đô vật mà phải gọi là nó thẳng nó luôn kỳ cựu luôn á, thì mình thấy đa số là mấy anh đó đều mấy cái mình phải gọi là anh luôn á, là vì những cái anh đó quá lớn đi, quá lớn tuổi đi, vì phải gọi là anh luôn á, thì họ có cái con này, họ có con này nha, và họ rất tự hào. Không phải là tự hào vì tao mua đây là con này, không, họ tự hào vì thật sự đây là một sản phẩm không được ra mắt trên thị trường nhưng họ lại có, vì cái con này thật sự rất là hiếm. Thực ra mình nghĩ là nếu nó là hiếm hiếm thì thực ra thì ở trên eBay hay là những cái nước ngoài thì họ vẫn có thôi. Nhưng mà có lẽ bây giờ thì muốn mua nó sẽ hơi khó. Đấy, thì đấy là cái nhận xét của mình về cái con fit này. Thực ra thì clip này á, mình làm là để cảm ơn người bạn để cho mình bộ con fit này. Mình cũng cảm ơn ổng nhiều. Tại vì thực ra mình cũng không định review nó đâu. Nhưng mà do là vì ổng kêu là mày cứ lấy mày review đi. Thì tao nghĩ cái con này chắc giờ chắc cũng ít ai có lắm, ít người chơi. Tại vì thật sự ra luôn, vì cái thời của ổng chơi đồ vật thì nhiều người có. Thật sự ra thời của ổng chơi đồ vật cách đây cũng cỡ gần chục năm á, 2013-14 á, thì chắc là cũng ở Việt Nam mình người ta có con này cũng nhiều. Nhưng mà có lẽ vào thời điểm bây giờ thì ai mua những cái, ai mà mua con này thì mình nói thiệt ra người ta cũng dễ bị kêu người ta gọi là khùng lắm. Tại vì cái giá của nó quá sức tưởng tượng đi. Các bạn có thể nhìn trên này nè, đó nãy giờ mình cứ nhé hoài cái giá của nó, là vì bây giờ các bạn có thể tìm ở những cái trang web, ví dụ như các bạn có thể sang Tao Bao là những cái trang hay là những cái group đồ vật mình đã nói đó. Nhưng mua thẳng về, mua liền luôn, rồi auto e-bay luôn nha bạn, không nói nhiều. Đấy, và đấy là những cái nhận xét của mình nha. Nhưng mà nếu mà nói kỹ lại thì nói đi thì cũng phải nói lại, thì con này mình sẽ không chấm điểm. Nhưng các bạn nhìn kỹ, sơn tuy là sơn chưa hoàn thiện nhưng mà không phải là sơn tệ nha các bạn. Sơn chất lượng vẫn ok nha, hơn 10 năm trời rồi. Những cái vết mặt nạ, những cái vết hình xăm này nha, nó không hề bị tróc trầy gì hết trơn luôn. Chứng tỏ luôn là họ sơn không phải là sơn ẩu đâu, họ làm cũng đã rất là kỹ rồi đó. Này các bạn thấy không, hơn 10 năm rồi nha. Con fit này gần 10 năm, nghĩa là nó đã quá lâu rồi. Vậy mà nó lại phải gọi là sao nhỉ, nó lại được gọi là bảo quản, chắc có thể là do người chơi bảo quản tốt như vậy. Thì thêm một điều nữa mình nói các bạn luôn, có một số con cái bản phôi luôn á, có nghĩa là cũng như thế này nhưng mà không sơn màu, thì giá của nó thì thôi các bạn cứ coi trên màn hình, thì mình không dám ý kiến ha. Chứ mình thì mình thật sự là mình nhìn cái con này mình thấy choáng váng, mình đâu có tiền mình mua con này, nói thiệt ra luôn mình không có đủ kinh tế để mua con này và thời điểm này vì nó quá đắt. Nhưng mà theo mình nghĩ, nếu đây là một dân chơi đồ vật thật sự luôn, nhân vật sản phẩm này luôn á, là cái mẫu sản phẩm này nè, một người chơi kỳ cựu thật sự nên có. Bởi vì mặc dù rằng biết rằng con này nó đã ra lại rồi, nó đã ra cái hàng release rồi và sản phẩm hoàn thiện nó cũng đã rất là đẹp và giá cũng rất là phải chăng, nhưng nếu như để chơi kỳ cựu thì mình cam đoan các bạn rằng các anh đó, những cái anh đó chắc chắn có con này nha. Cho nên về thang điểm, nói thẳng ra luôn, mình cho con này 10 điểm luôn á, là bởi vì nó đâu có trên thị trường nè. Thật sự ra luôn, cái bản clip, một cái bản đầu tiên nó làm gì có trên thị trường, cho nó nhiều cũng được hết á, thậm chí không cần cho, bởi vì nó cũng không thể chấm điểm nó được nha. Ok, thì clip đến đây là kết thúc. Nếu như được thì các bạn cứ comment góp ý dưới giúp mình nha, được thì like.
view và subscribe giúp mình để ủng hộ mình. Mình có động lực làm những clip tiếp theo và những món độc lạ. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.